Nhưng mẹ cũng nên biết là con đang cầm điện thoại của người mà người phụ nữ đó sẽ liên lạc. Nè mọi người, mau trốn vào đi chứ, người phụ nữ đó sắp đến đây, hãy trốn thật kỹ vào. Alo. Alo, tôi mang tiền đến đây rồi. Alo. Cô ấy có phải là người đã thuê cậu giết người hay không hả? Dạ thưa ngài, cô ấy là người đã gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy đã bảo tôi bắt cóc Ship Patel, sau đó cô ấy gọi điện và bảo tôi giết chết ông ấy. Nhưng mà chị không có giết người thật mà. Xin hãy tin chị đi Sid. Johnny. 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 Con bé đâu rồi? Johnny. Không biết con bé đi đâu rồi chứ. Số mấy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Tắt điện thoại rồi sao? Sida, nếu như anh cảm thấy Tritika đang bị oan ức và chị ấy nên có một cơ hội, thì em sẽ đứng về phía anh. Cảm ơn em, Jody. Đây là nơi mà Tritika nói rằng chị ấy đã đến vào ngày hôm đó. Nếu chúng ta tìm thấy lá thư đó thì sẽ biết chị ấy nói dối hay không. Anh đi đâu vậy Ravi? Sao lại để em một mình chứ? Anh cũng yêu em mà đúng không? Vậy sao không đem em đi cùng? Ở đây em không có ai hết, làm ơn quay trở lại đi Sida. Chị ấy không hề nói dối. Sida, chị đã viết lời nhắn cho Ravi và buộc nó ở nơi lần đầu tiên mà tụi chị đã gặp nhau. Ôi không, đây chính là lá thư mà Tritika đã nói đến. Bây giờ em tin anh rồi phải không? Anh đã nói rồi mà. Nhưng mà anh cũng không chắc chắn. Nhiều đây không đủ để mà chứng minh rằng Tritika là người vô tội. Chúng ta phải thu thập thêm bằng chứng khác nữa. Giờ chúng ta chưa thể nói ra với ai được, đặc biệt là mẹ em. Anh sẽ nói chuyện với mẹ của anh khi anh có thể chứng minh rằng Tritika vô tội. Còn bây giờ thì chưa được. Con đã đi đâu vậy Jody? Mẹ biết là mẹ không nên hỏi con, nhưng mà con đi gặp Sida có đúng không? Không phải con rất yêu ba con hay sao? Vậy thì tại sao con lại đi gặp những kẻ để giết ông ấy? Con làm mẹ thật sự ngạc nhiên đó. Con không hề nghĩ về ba mẹ trước khi con làm như vậy sao? Bây giờ chúng ta chưa thể nói với ai được, đặc biệt chính là mẹ của em. Anh sẽ nói chuyện với mẹ khi anh có thể chứng minh rằng Tritika vô tội. Con đã từng vì ba con mà đấu tranh với mẹ. Vậy con có thể giải thích được việc con vừa làm hay không? Mẹ hiểu lầm con rồi mẹ. Jody, điều duy nhất mẹ sợ là con đã gắn bó với Sida và gia đình cậu ta quá nhiều, đến nỗi con không thể quay về với mẹ được nữa. Mẹ chỉ lo như vậy thôi.
Mẹ, chào cậu buổi sáng. Chào buổi sáng các con. Chúng con không muốn ăn cái này. Đúng đó, chúng con muốn ăn pizza hoặc là mì ống. Được rồi, vậy chú gọi pizza và mì ống cho tụi con. Savita, hãy chuẩn bị những gì bọn trẻ muốn ăn đi. Sao vậy Savita? Sao chị còn đứng ở đây nữa vậy? Thưa cậu chủ, cô chủ không cho tôi làm như vậy. Sao vậy Sam? Dạ, nếu anh muốn em chăm sóc bọn trẻ như con ruột của mình, vậy thì làm sao em có thể để chúng ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe được chứ? Có phải không? Khi còn nhỏ, chúng ta có được nuông chiều đến như vậy không? Không hề. Vì vậy bọn trẻ cần phải có kỷ luật, đúng chứ? Thức ăn trên bàn đều là món tốt cho sức khỏe và các con nên ăn. Hai đứa, chúng là trẻ con thôi mà, xem không thể chiều theo sở thích của chúng vậy sao? Dạ, bình tĩnh đi. Em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho chúng mà thôi. Tôi mong rằng mọi người hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe gì nói nè Duga, đừng nói như vậy mà có được không? Ý gì là? Mẹ làm ơn đi, họ ở đây không tới lượt con lên tiếng đâu. Sót đi, đi đi. Chúng tôi tới để chia buồn cho cái chết của chồng cô. Và đối với con gái chúng tôi, nếu như nó phạm tội thì nó sẽ bị trừng phạt. Được rồi, chị à, luật sư muốn nói chuyện với chị. Được rồi. Alo. Xin chào. Bằng chứng hả? Được rồi, được rồi, đợi chút, tôi sẽ đến đó ngay. Nghe nè, đây là những gì tôi sẽ định nói. Tại sao gia đình các người lại giả tạo như vậy? Tất cả các người đã đến đây để an ủi chúng tôi. Tất cả các người đều nói rằng Titika nên bị trừng phạt. Nhưng mà con trai các người đang làm gì vậy chứ? Cậu ta đang thu thập bằng chứng giả để chứng minh rằng chị gái của mình vô tội, đúng không nào? Điều này thật là kinh tởm. Chúng tôi không hề biết chuyện đó. Mẹ, con có việc cần đến đồn cảnh sát. Duga, đừng bỏ dở buổi cầu nguyện chứ con. Mẹ, linh hồn của Sip sẽ chỉ được yên nghỉ khi kẻ sát nhân hại anh ấy bị trừng phạt, chứ không phải bằng lễ cầu nguyện đâu. Mọi thứ có vẻ ổn và tôi cũng khá thích ngôi nhà này. Nhưng vấn đề là tôi muốn chuyển đến càng sớm càng tốt. Gặp tôi vào ngày mai, thanh toán cho tôi tiền cọc. Sau đó tôi sẽ chuẩn bị thủ tục cho cô. Tôi sẽ gọi cho cô tối nay để xác nhận thời gian và nơi gặp mặt. Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi xem đoạn phim, tôi thật sự nghĩ là chị gái của cậu đang nói sự thật. Thưa ngài, tôi chắc chắn rằng chị gái tôi đang nói sự thật. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm gì đó để cứu chị ấy. Chúng ta sẽ phải thu thập thêm bằng chứng. Chúng ta phải nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ tìm thêm bằng chứng khác. Mẹ, đúng là một kẻ giả tạo.
con có còn nhớ cậu ta đã nói gì không? Rằng Sip là bạn của cậu ta, và cậu ta rất tôn trọng anh ấy, rằng cậu ta làm mọi thứ vì lợi ích của ba con. Và giờ cậu ta đang làm gì đây chứ? Cậu ta đang thu thập bằng chứng giả để bảo vệ chị gái mình. Mẹ à, mẹ hiểu lầm anh ấy rồi, rớt đi. Mẹ, mẹ có thể đánh con nếu con muốn, nhưng mà làm ơn đừng gọi tôi là mẹ cậu nữa. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rằng chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào, và tôi sẽ không bao giờ liên quan gì đến cậu. Mẹ, hãy nghe anh ấy nói một lần, anh ấy có bằng chứng mà. Rớt đi. Làm ơn, mẹ đã phải chịu đựng sự ngu ngốc của con trong mấy ngày nay rồi. Mẹ đã để con sống cuộc sống theo ý con muốn, nhưng mẹ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nếu như lần này con còn đứng về phía bọn họ, bao che cho họ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Mẹ sẽ quên rằng con là con gái của mẹ. Nghe đây Rodney, con phải lựa chọn, một là mẹ, hai là cậu ta. Mẹ, con biết là Siddha không sai đâu. Con không cần phải nói gì cả. Mẹ đã có câu trả lời rồi. Mẹ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với con. Mẹ, mẹ không, mẹ. Mẹ, làm ơn. Mẹ, xin hãy nghe con nói một lần đi. Rớt đi. Con hiểu chuyện một chút đi. Khi con chọn cậu ta và gia đình cậu ta, cũng là lúc mẹ và gia đình của mẹ chẳng có ý nghĩ gì với con nữa rồi. Mẹ, điều đó không đúng, không xuất đi. Mẹ không ngờ con lại làm như vậy. Hôm nay con khiến mẹ quá thất vọng rồi. Mẹ, không, được rồi, xuất đi, không còn gì để nói nữa. Mẹ, làm ơn đi, không, mẹ. Mẹ, không. Xuất đi. Xuất đi. Xuất đi. Siddha, em phải đi nói chuyện với mẹ. Không, Rodney, làm ơn. Đây là kết quả cho hành động của con. Con đang phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mình. Nếu như con không bị Tritika lừa, con sẽ không gọi Misa đến đây. Và Siddha và Rodney cũng sẽ không chia tay nhau. Nghe nè Simran, thật tốt khi con đã nhận ra sai lầm của bản thân mình. Đừng tự trách mình nữa. Còn về Sích và Rodney, mẹ chắc chắn với con là chúng sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Bởi vì có thần linh phù hộ, chúng sẽ lại được ở bên cạnh nhau thôi. Cho nên con đừng lo gì nữa, được chưa? Duga, con đang làm gì vậy? Duga, con đang mang đồ đạc của Rodney đi đâu vậy? Đừng làm như vậy trong lúc nóng giận mà. Bất cứ ai giúp đỡ cho kẻ giết Sip đều không thể sống trong ngôi nhà này.
kể cả người đó là con gái của con. Mẹ làm ơn nghe con nói một lần đi mẹ. Mẹ hãy nói với con bé là con không muốn nghe hay nói chuyện gì cả. Con bé đó có thể làm bất cứ thứ gì mà nó mong muốn. Rớt đi. Điều gà nói vậy là sao? Có chuyện gì vậy? Mẹ không muốn nghe con nói bà. Con không làm gì sai cả. Con chỉ ủng hộ sự thật vì con có bằng chứng. Được rồi, mỗi người đều có quyền sống theo ý muốn của mình mà. Con đã đưa ra quyết định của mình, và mẹ cũng vậy. Con có thể rời khỏi đây khi con đã sẵn sàng. Không. Không, Duga. Rớt đi. Rớt đi, đừng đi. Duga, hãy ngăn rớt đi lại đi em à. Rớt đi, con đừng đi mà. Mẹ con chỉ đang giận bà thôi. Duga, hãy ngăn con bé lại đi. Rớt đi. Nó đi rồi kìa. Ôi thần Linh ơi, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Thật không công bằng. Chuyện này là sao chứ? Mona, hãy nhìn đi. Ôi rớt đi, rớt đi, rớt đi. Rớt đi. Rớt đi à? Rớt đi, em bị sao vậy? Em có thể ở đây một thời gian không? Shit à? Mẹ em chưa sẵn sàng lắng nghe em nói. Rodney, mẹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Mẹ sẽ không lặp lại điều tương tự như vậy nữa. Rodney, đây là nhà của con. Con có thể đến đây bất cứ lúc nào con muốn. Thật là kỳ lạ. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể giải quyết những khác biệt giữa em và mẹ em. Nhưng lần này em lại một lần nữa xung đột với mẹ của em bởi vì anh. Nhưng mà anh hứa với em rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện thật là ổn thỏa, sẽ không sao đâu. Anh hứa đó. Không thể nào tin được là con nhỏ Sydney đó dám tới đây. Sao cô ta dám chạm vào Sid?
mình sẽ làm mọi cách để khiến cô ta sẽ phải hối hận khi quay trở về đây. Cuộc sống của ta sẽ biến thành địa ngục. Bất cứ ai giúp đỡ cho kẻ giết Sếp đều không thể sống trong ngôi nhà này, kể cả người đó là con gái của con. Em chưa ăn gì cả phải không? Anh có đồ ăn cho em đây. Nhìn nè, hãy nhìn vào mắt anh. Ông nội của anh từng nói rằng chúng ta luôn phải mỉm cười để luôn được hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề lớn hơn và những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ với một nụ cười, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại. Em thấy đó, anh đã luôn áp dụng điều này và chắc chắn nó sẽ thành công. Anh chắc chắn đây là một ma thuật. Đừng nhăn nhó nữa và hãy ăn gì đi. Cười lên đi nào, nghe lời anh, qua đây. Ngồi xuống đây, anh đã rất chăm chỉ nấu món ăn này chỉ để có thể tìm nụ cười cho em đó. Đây, xem anh làm gì cho em nè Rodney. Vậy là đủ rồi đó Rodney. Chúng ta đã khóc rất nhiều trong cuộc đời, nhưng mà không còn nữa. Chỉ cần luôn nở nụ cười, rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Nào, em ăn đi. Misa, kêu quái gì vậy? Sid, sao anh có thể cho người giúp việc của em ăn? Misa, Sid, em là hôn thê của anh. Chuyện này là không đúng. Anh làm như vậy, em không chấp nhận. Bình tĩnh nào, sao anh đút cho cô ta ăn như vậy chứ? Thôi nào, đủ rồi. Đã đủ rồi. Anh muốn em hãy nghe anh nói đây. Thứ nhất, Rodney không phải là người giúp việc của em. Và thứ hai, anh cũng đang định đi lấy đồ ăn cho em, nhưng em phải kiên nhẫn. Em phải học cách cư xử chứ. Phải như vậy chứ. Đi, về phòng của em đi. Về phòng của em đi. Đi ngay bây giờ. Nhanh lên, xích ra. Xích, đi, xích. Bình tĩnh lại đi Sida, anh đang làm gì vậy? Anh cũng biết cô ấy không khỏe mà. Và anh không nên tức giận với cô ấy. Anh biết Rodney, anh biết tất cả mọi thứ, nhưng điều đó không thay đổi bất cứ chuyện gì. Cô ấy thường xuyên xúc phạm em và cư xử không đúng mực với em. Cô ấy đối xử tệ với em, anh không thể chịu đựng được điều đó. Nó vượt qua giới hạn của anh và quá đủ rồi. Chúng ta đã hy sinh đủ rồi Rodney, quá đủ rồi. Khi anh có được những khoảnh khắc vui vẻ bên em, anh không cho ai quyền phá hỏng điều đó. Cô ấy thậm chí còn làm đổ hết đồ ăn. Em ngồi đây đi. Anh đi lấy đĩa khác. Thưa bà, chúng tôi sẽ trình bày trường hợp của bà. Nhưng phải nói rằng cô ấy có thể được tại ngoại nếu những bằng chứng có hiệu lực. Không thể tin điều đó xảy ra được. Chúng ta phải làm điều gì đó. Không thể để cô ta được bảo lãnh đâu kê xa. Tôi không thể nào chịu đựng được khi thấy điều đó. Thưa bà, tôi đã suy nghĩ về điều đó. Và trường hợp của chúng ta phụ thuộc vào bằng chứng của tình huống. Những bằng chứng đó đã ảnh hưởng rất lớn đến vụ án. Và bây giờ chúng ta sẽ phải thu thập thêm bằng chứng để mà có thể chống lại cô ấy. Đúng vậy. Hãy làm những gì cậu cần làm đi, nhưng không thể để cô ta được bảo lãnh. Tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Dạ thưa bà. Trên cơ sở tất cả bằng chứng, tòa án đã quyết định cho bị cáo được tại ngoại để xin lỗi.
Chúng tôi muốn đưa ra bằng chứng trước khi ngài công bố phán quyết. Điều đó có thể chứng minh Jessica đã giết chồng của tôi. Đây là chiếc bông tai thứ hai cùng cặp với chiếc bông tai được tìm thấy trong tay của Sip Patel. Không phải. Không phải của tôi. Tôi không biết gì về nó cả. Đợi một chút. Trên cơ sở những bằng chứng mới, tòa án không cho phép Jessica được bảo lãnh. Bảo lãnh bị từ chối. Được quẩy đi. Nhanh lên nào. Sít à, đây là bằng chứng giả. Xin hãy tin chị. Sít. Jessica. Tôi sẽ không để cô ta thoát khỏi dễ dàng như vậy đâu. Cậu có thể cố gắng hết sức để mà cứu chị gái của mình. Nhưng tôi sẽ không tha cho kẻ đã giết chồng tôi. Đây là một thử thách xích đa. Chờ xem chị cậu mục nát ở trong tù đi. Nghĩ kỹ đi. Nếu như chị giết người, sao chị lại để cho người khác tìm thấy bằng chứng dễ dàng như vậy chứ? Đó là logic rất là đơn giản. Khi ai đó phạm tội, trước tiên hắn ta phải tiêu hủy bằng chứng. Rodney, làm ơn hãy tin chị đi. Ai đó đang gài bẫy chị thôi. Chị không hề giết ba của em. Thực ra, chị cảm thấy rằng có người đang làm tất cả những điều này vì một động cơ nào đó, và điều đó có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Rodney, chị không hề phạm tội đâu. Chị thực sự rất có lỗi với em. Chị cứ ghét em vô cớ và cố gắng gây rắc rối cho em. Chị đã làm rất nhiều điều để chia cắt Sid và em. Jessica đã nói đúng về một điều. Khi ai đó phạm tội, anh ta sẽ không bất cẩn với các bằng chứng. Đầu tiên anh ta sẽ tiêu hủy chúng. Jessica đã không làm điều đó. Chị ấy không thể nào làm được điều này. Rodney có một âm mưu rất là lớn. Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra chân tướng. Anh chỉ không hiểu một điều. Làm sao mẹ có thể có chiếc bông tai đó được? Đợi đã, em biết nên hỏi ai rồi.
Thím ấy nhận được một lá thư nặc danh có chiếc bông tai bên trong. Một lá thư nặc danh kèm theo chiếc bông tai sao? Điều này kỳ lạ quá đó Gia. Ai đó đang cố tình gửi bằng chứng cho mẹ. Đó có thể là ai được chứ? Dù là ai thì người đó cũng rất là thông minh. Em nói đúng lắm. Có vẻ như người đó là người có tầm nhìn xa. Người đó rất thông minh khi muốn quy tội giết người cho Ritika. Nhưng mà có thể là ai? Chúng ta không còn nhiều thời gian. Giờ thì rõ ràng là Ritika là người vô tội. Chị ấy muốn sửa chữa sai lầm của mình. Và em nghĩ chị ấy nên được trao cơ hội thứ hai. Nghe nè, em đừng lo. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần cố gắng hết sức, chúng ta sẽ sớm tìm ra kẻ giết người. Ồ, hay lắm đó Gia. Em cứ nghĩ anh ủng hộ thím đi đi. Vậy mà giờ anh lại đang an ủi kẻ thù của thím ấy. Anh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, có đúng không? Sao mà, anh đã nói rồi, cô ấy là bạn anh. Anh quen biết cô ấy trước cả em nữa mà. Với lại Didi không chịu lắng nghe cô ấy đâu phải là lỗi cô ấy. Vậy đó là lý do anh đang lắng nghe câu chuyện cô ấy hả? Anh luôn luôn bên cạnh cô ấy. Anh chỉ cần chờ cơ hội để mà giúp đỡ Shorty mà thôi. Kể cả khi cô ấy đã đối xử tệ bạc với gia đình của chúng ta. Sao mà, hãy dừng lại đi. Đó cũng là gia đình của em. Và tất cả những gì chị đang nói là không đúng chút nào. Em đến đây gặp Gia vì anh ấy chỉ là bạn của em. Đủ rồi đó Shorty đi. Chị thừa biết mối quan hệ của em và Gia là gì. Không ai biết rõ điều đó hơn chị đâu. Bởi vì Gia vẫn dành một góc trong tim cho em. Bây giờ Sida đã đến hôn với người bạn điên rồ của mình. Chắc hẳn em đang cố gắng quay lại với Gia hả? Sam! Gia! Chị ấy là gia đình của em. Là chị của em. Anh đừng làm như vậy với chị ấy. Rodney, cô ấy cũng nên hiểu rằng cô ấy là chị của em. Cô ấy nên hiểu rằng một mối quan hệ là một con đường hai chiều. Nó không thể là một chiều. Anh không thể thay đổi sự thật bằng cách hét lên đâu. Và ai nói rằng mối quan hệ là con đường hai chiều? Không phải anh đã đơn phương chọn Rodney nhiều năm trời hay sao hả? Anh chỉ mong có một cơ hội để lựa chọn giữa Rodney và em mà thôi. Và em thừa biết là anh chọn ai. Sam! Anna, xin lỗi Rodney. Giữa tất cả những điều này thì Gia không sao đâu. Em không biết. Em thực sự đánh giá cao cách anh đang giúp đỡ em và mẹ em. Thật ra thì em nên rời khỏi đây. Em đi đây. Nghe tôi dặn cho kỹ đây. Hãy kiểm tra lại tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, đặc biệt là phòng của Shorty. Phải chắc chắn rằng chúng luôn đóng khi con bé không có nhà. Có hiểu chưa? Được rồi, làm việc đi. Tại sao ai cũng quan tâm đến Shorty như vậy chứ? Chết tiệt. Mình cần phải tìm cách ném cô ta ra khỏi nhà mới được. Sida sẽ không để cô ấy đi cho đến khi anh ấy chắc chắn có nơi nào an toàn cho Shorty hay là không. Mình nghĩ đã đến lúc xúi chụp đi đi rồi. Ôi Shorty tội nghiệp, cô phải chịu đựng cuộc xung đột căng thẳng giữa Sid và mẹ của cô. Cái gì vậy? Hả? Ai đó đã ném một hòn đá. Sao lại ném đá vào xe tôi chứ?
có một tờ giấy bao bọc hòn đá nè. Chúng ta đến nhà cô Radan ngay bây giờ. Nhanh lên, đi thôi nào. Bà, vụ án này phức tạp, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ làm điều cần làm thôi Sid. Kể từ khi Tritika bị bắt, chúng ta chưa ngồi ăn cùng với nhau. Rất đi à? Nghe nè Jody, con về nhà rồi. Vậy mà con vẫn chưa được chào đón đúng cách. Đây chính là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Jody. Wow, cô ấy đã tìm được một người mẹ mới rồi. Xin chào bác Xui. Xin chào cô. Vậy mà người ta nói không ai có thể thay thế được người mẹ. Nhưng mà nó ổn mà Kesa, đúng không? Dù sao đi nữa, hãy để tôi làm điều cần làm. Thật ra Siddha, có người đã gửi cho tôi cái này. Bây giờ tòa án đã chấp nhận chiếc khuyên tai làm bằng chứng. Độ tin cậy của người này lại tăng lên rồi. Con gái của bà không an toàn trong nhà Khujana. Nếu bà muốn cô ấy an toàn, hãy đưa cô ấy rời khỏi đó. Durga Devi, cô đang nói gì vậy? Rodney giống như con gái của tôi. Và người đã viết ra lá thư này đang cố gắng tạo ra sự mâu thuẫn giữa cô và gia đình của chúng tôi. Thôi kệ đi ông Khujana. Người đã chết chính là cha của cô con gái này. Nhưng mà anh không thể cứu người đó khỏi tay con gái ruột của anh. Mẹ nghe nè, Rodney là con gái của mẹ. Mẹ hoàn toàn có quyền lo lắng cho cô ấy. Nhưng mà mẹ cũng biết cô ấy là tất cả đối với con. Khi nào cô ấy còn ở bên con, không ai có thể làm hại cô ấy. Mẹ hãy tin tưởng ở con. Siddha Khujana và sự tin tưởng sao? Hai thứ này không thể nào đi cùng với nhau. Cậu giống như một con rắn trong cỏ vậy. Tại sao bà nói nhiều như vậy chứ? Hãy vào vấn đề chính và đưa con gái bà đi đi. Dù sao thì tôi đến đây cũng có mục đích. À, làm ơn đến đây. Rất đi à? Họ chính là vệ sĩ của con. Họ sẽ ở bên cạnh con mọi lúc. Simran, mấy người này sẽ ở đây với chúng ta sao? Đúng, bởi vì họ chính là những người bảo vệ cho Rodney. Hiện tại mẹ không có tâm trạng đưa con trở về nhà. Nhưng mà mẹ lo lắng cho sự an toàn của con. Mẹ là mẹ của con. Và nếu có thể, làm ơn chăm sóc con bé. Chúng ta đi nào. Durga, hãy nghe tôi nói đã. Người đàn bà ngu ngốc, bà ta chỉ nói mà không hành động. Bà ta đã phá hỏng kế hoạch của mình rồi. Giờ mình phải thay đổi kế hoạch thôi.